Đâu rồi? Đâu rồi? Đi qua chị My. Chị My ơi. Kìa, lại lấy bánh đi, lấy bánh đi. My nghi lại lấy bánh đi. Bánh nào? Ừ, đó. Bánh đi sao đấy con? Áo dơ. Áo mới ăn xong dơ áo rồi, dính áo rồi cả. Bánh đó. Đừng có phá chìa khóa của mẹ nha. Nghi, kêu ba đi con. Trời ơi.